trong khi thời điểm ra mắt thế hệ mới của For Everest đã ngày càng gần, là đầu tháng 7 tới đây, lượng xe thuộc thế hệ cũ còn tồn tại đại lý cũng còn khá khá. Do đó, nhiều cơ sở đang chào bán For Everest thuộc đời cũ với mức giảm mạnh khá hấp dẫn. Cụ thể, tham khảo qua một đại lý ở Hà Nội, tư vấn bán hàng đang chào bán hai bản Titanium một cầu và Titanium cầu của Everest với mức giảm lần lượt là 50 triệu và 80 triệu hạ giá thực tế xuống còn 1 tỷ 143 triệu và 1 tỷ 332 triệu. Tuy nhiên số lượng xe không nhiều và chủ yếu là còn hai màu đen hoặc trắng. Ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này, Ford Everest vẫn tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nhưng thay vì chỉ có 3 phiên bản như trước đây, mẫu SUV 7 chỗ cỡ chung này được bổ sung thêm bản ambient tiêu chuẩn. Hiện tại, Ford Everest 2022 đã được đưa về các đại lý để chuẩn bị cho thời điểm mở bán chính thức. Giá dự kiến của xe cũng đã được hé lộ, khởi điểm từ 1 tỷ lẻ 50 triệu và cao nhất lên tới 1 tỷ 460 triệu. Theo đó, Ford Everest 2022 bán ra Việt Nam sẽ có 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất cùng 4 phiên bản. Ở ngoại thất, 3 phiên bản đầu sẽ được trang bị đèn LED đi kèm tính năng tự động bật tắt, còn bản Titanium cao nhất sẽ có đèn LED Matrix tự động bật tắt, tự động bật đèn chiếu góc, la răng 20 inch trên 3 bản cao, còn bản tiêu chuẩn sử dụng loại 18 inch cốp điện mở rảnh tay ba bản cao, cửa sổ trời toàn cảnh panorama cho ba bản cao. Ở bên trong, cả 4 phiên bản đều có đề nổ nút bấm, chìa khóa thông minh, sạc điện thoại không dây và điều hòa tự động hai vùng. Bản tiêu chuẩn có ghế nỉ, vô lăng nhựa, ba bản còn lại có ghế da và vô lăng bọc da. Tiếp đến, ghế lái trên ba bản cao đều có thể chỉnh điện tám hướng, nhưng chỉ hai bản titanium mới có ghế phụ chỉnh điện và riêng mình bản titanium cao cấp nhất mới có tính năng gập điện hàng ghế thứ ba phía sau vô lăng đều là màn TFT nhưng có sự khác biệt về kích cỡ tùy phiên bản. Bản cao cấp nhất sẽ có màn TFT 12 in còn 3 bản còn lại sử dụng màn TFT 8 in. Màn hình giải trí 12 in đặt dọc sẽ chỉ có trên hai bản cao cấp nhất, nhưng bù lại, bản tiêu chuẩn và bản sport vẫn có màn 10 in đi kèm hệ thống giải trí sinh 4. Về khả năng vận hành, ba bản thấp được trang bị máy dầu, tăng áp đơn, dung tích 2 lít tạo ra công suất tối đa 167 mã lực, và mô men xoắn cực đại đạt 405Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động một cầu. Ở bản cao cấp nhất, xe sở hữu động cơ dầu, tăng áp kép, dung tích 2 lít sản sinh 207 mã lực và 500Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian và hệ thống kiểm soát đường địa hình. Cả 4 phiên bản của xe được trang bị trợ lực lái điện. Công nghệ an toàn của Ford Everest 2022 cũng có nhiều điểm nhấn, ví dụ như camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm trước, kiểm soát áp suất lốp và bảy túi khí. Xe cổ, XXX.